cái người á mà chồng vợ mà nó cản trở chung chung á, là mấy bà đời này thành tựu. Mấy bà thành tựu chắc chắn luôn. Còn mấy bà mà quá dễ, coi chừng mấy bà không thành tựu. Mấy bà cẩn thận, khi nó quá dễ bắt đầu nó giải đãi. Còn người ta nó ngăn chặn người ta, nên từ nơi đó mà người ta mới xuyên niệm Phật. Nó ngăn chặn mọi cách thì mình phải niệm Phật cho bằng được. Hiểu không? Nên quý vị nhớ, cái người mà mình đi lên trên chánh điện mình niệm Phật á, là có giờ, có thờ, thí dụ đi. Nhưng mà cái niệm Phật trên chánh điện thì chưa chắc vãng sanh đâu. Cái mót niệm Phật nó mới vãng sanh. Tại vì sao? Vì cái mót niệm Phật là nó trong hoàn cảnh con người mà niệm, thì do cái đó mới gọi là nhớ Phật niệm Phật. Đúng không? Còn bây giờ quý vị lên trên chánh điện này, bây giờ ai cũng niệm Phật, lẽ vì không niệm. Thì ai cũng đã niệm Phật thì phải niệm chứ sao? Nhưng mà cái người sơ cơ đi niệm Phật thì mình phải cần có một hội chúng đi niệm, có cái lực niệm. Cái lực này nó cũng giúp cho mình lớn dữ lắm quý vị. Nhưng khi buông cái lực này ra, vị không niệm thì bị thua. Nên cái người niệm Phật đắc lực là cái người trong mọi lúc mọi nơi mà niệm Phật. Lúc làm việc niệm Phật, nên những đức nói các cô ở trong dưới nhà bếp, khi đứng mà sắp xếp người ta ăn cơm đồ này kia, cầm cái máy bấm số, khi mà người ta chưa đến là cầm máy bấm số cứ ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, bấm hoài để cho ta nhìn mình bấm số, người ta bấm theo. Đó, cái người mà mót có Phật hiệu thường xuyên, người đó mới là người niệm Phật. Và Thượng Chí Tịnh còn tại thế ngài nói mót còn hơn thời chính. Cả ngày thời chính được bao nhiêu mà thời gian làm việc thì quá nhiều, nên phải tập niệm Phật trong mỗi lúc mỗi nơi, cái đó mới đạt. Nên cái máy bấm số nó rất là hay. Máy bấm số nó hay lắm, nó giúp cho vị bấm số niệm Phật. Vị đưa 5.000, 10.000, 20.000, vị bấm gánh là bấm liền. Gánh là ai với Đà Phật bấm, cái ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm, bỏ chữ bấm nghe. Chứ mai mốt đi nó nói là niệm ai với Đà Phật mà ông thầy Đức còn thêm chữ bấm. Ý là tôi hướng dẫn là ai với Đà Phật mà nó bấm một cái. Ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, ai với Đà Phật nha. Có nhiều bà bà ngộ lắm, cái bà kia bà về nhà bà. Mình dạy gì, mình dạy trong kia là ai với Đà Phật là bấm một cái. Mà mình dạy ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Cái bà nói niệm Phật á, mấy bà niệm sai rồi. Ông thầy ông chị á, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Ủa trời, trời sao có ai với Đà Phật mà có chữ bấm nữa. Ai với Đà Phật là đủ rồi, Nam Mô với Đà Phật là đủ rồi, chứ không có chữ bấm. Chữ bấm là tôi bấm á. Bấm nè, thấy chưa. Mà mấy bà làm theo, nói ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Bà không cầm máy bấm số, bà cũng niệm ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Chúng sanh ngộ thấy ghê. Dạy cái gì cũng phải dạy cho kỹ. À, nên từ nơi đó cái máy bấm số này hay lắm nè, nhỏ mà có vỏ nè. Bây giờ mỗi ngày á, bây giờ cầm điện thoại bấm lướt làm gì, lướt làm gì à? Bấm số điện thoại đi, xong bấm. Đúng không? Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Vì sao không niệm Phật lễ Phật mà đi lướt điện thoại hoài chứ ạ? Lúc nào cần nghe Pháp thì nghe, không cần nghe là thôi. Nó, nên bây giờ những đức nói phát động cái chương trình mà mình lập trang mạng được cho nó nhiều, để trên mạng nó đầy cái trang Phật giáo. Cái trang mạng nó một căn nhà to, mà mình lập một trang mạng là mình là một căn nhà nhỏ, hiểu không? Nhưng mà mình quá nhiều căn nhà nhỏ nằm trong căn nhà to, thì người ta vào mạng người ta mới thấy được căn nhà nhỏ Phật Pháp, người ta mới được tiếp nhận Phật Pháp. Còn nếu như vô mạng cái mà Phật Pháp ít quá thì người ta nắm bắt những thứ khác tầm bậy. Nên mỗi người mình có khả năng lập một cái trang mạng, rồi bắt đầu là mình rủ bạn bè vào để mà cùng nghe Pháp. Lâu ngày thì cái trang của mình nó phát triển, thì tự nhiên nhiều người người ta được nghe Pháp từ cái trang của mình đưa ra. Bây giờ mình không có khả năng cắt ngôi chùa để mà rủ người ta về tu, như tụi mình lỡ mở trang mạng nhỏ trên trang mạng trên không trung để mà cho người ta nghe Pháp. Bây giờ quý vị coi có những cái trang, lập cái trang của chùa mình nè, trang thầy nhìn thích những đức thuyết Pháp đồ này kia. Vậy đó mà một ngày mà mười mấy 20.000 người ta vô người ta coi. Quý vị coi á, còn hơn quý vị xây ngôi chùa nữa. Có những ngôi chùa người ta xây mà có tổ chức được mấy người đến tu đâu. Vì mà cái trang quý vị thôi mà bao nhiêu con người người ta vô người ta tu. Những đức nói cái trang mạng của quý vị á,
đi bắt cá, bắt tôm đồ, đi đào ốc đồ, bắt cua đồ để mà câu like. Dù là 1 triệu like đi chăng nữa, cái trang Phật Pháp quý vị người ta vô người ta nghe pháp niệm Phật á, 10 người thôi bây giờ cũng hơn 1 triệu like kia nữa. Trời ơi, nói chuyện giỡn. 1 triệu like kia là câu tiền mà mạng phước trong tiền trong mạng mình ra để mình xài. Nhưng mà mình dùng cách đó nó không có cái gì lợi ích với cái chuyện giải thoát. Nhưng mà 10 người nghe pháp là người ta gieo chủng tử để giảng sanh. Nên phước trong mạng mình tăng lên thì sự nghiệp cuộc đời mình không có tệ đâu, đừng có sợ. Không phải hiểu. Có cái bà kêu nói con nói thiệt nghe, con nghe thầy giảng lâu con về con để ý. Thầy thành công ngay cái chỗ thầy nói thầy hô. Thầy ít có ai nói cái kiểu này mà thầy nói hoài là thầy thành công ngay cái chữ hô. Thấy không? Thầy thì ai cũng đẹp rồi, hảo tướng rồi quá trời. Còn riêng thầy xấu quá trời. Thì từ nơi đó mà thầy nổi tiếng ngay thầy xấu. À, cái này hay nha. Hiểu không? Đó. Nên tất cả những người lùng lé hô súng xí cầu que, nên đem cái đó của mình ra để phát triển. Đem cái lùng lé hô súng của mình ra để phát triển. Phát triển cái gì? Để cho những người lùng lé hô súng trong cuộc đời này nhìn từ mình mà phát tâm. Trời ơi, người ta trong cuộc đời này người ta lé mà chỉ cần mà nói cái tiếng lé thôi là người ta đã mắc cỡ rồi. Còn mình thì lé, mình đưa ra lé. Thì tự nhiên nó làm cho nhiều người lé tự tin. Ông thầy này, ông đưa lên quá trời vậy mà ông còn không sợ, mình sợ gì? Thấy chưa? Ví dụ như mình bị ung thư đi, mình bình tĩnh vô cùng luôn, thì nhiều người ung thư khác, ủa họ ung thư mà họ bình tĩnh, họ sống ngon ghê. Tại sao mình ung thư mình đi sợ? Học theo họ phải bình tĩnh. Đúng không? Nên giảng tịnh độ viết rồi, vì nghe mấy câu này nè. Niệm Phật thấm tâm can, niệm Phật thấm vào máu huyết xương tủy, niệm Phật chuyển hóa bệnh nan y. Tán thán tịnh độ viết mà thấm vào tâm can của mình luôn, mở miệng ra là niệm Phật. Giảng pháp viết mà giống như lên thuyết pháp là hết bệnh hoạn. Riêng bản thân những đức xin thưa quý vị là có một khả năng gì biết không? Nặng nề cái gì chứ cần cho những đức thuyết pháp thôi là vui. Lạ vậy đó. Lên thuyết pháp là ầm ầm vậy đó. Bệnh tình chạy mất dép. Nên gọi là niệm Phật thấm tâm can, thấm xương tỵ, thấm máu huyết. Niệm Phật chuyển hóa tế bào bệnh hoạn, bệnh nan y, ung thư. Tại vì sao câu Phật hiệu nó đi vào máu huyết mình á. Nó lọc máu dơ, lọc dơ thành sạch. Nó lọc những cái tham sân si giảm tối đa. Tâm trạng con người mình an lạc tự tại thì con người nó khỏe mạnh chứ làm sao. Nên câu Phật hiệu này những đức nói hay số 1. Câu Phật hiệu này quá hay đúng không? Đúng ra bữa nay những đức định giảng cái bài giảng mà cái bài giảng vợ chồng chia tay nhau có nên bước thêm bước nữa không. Đúng ra nay tôi định giảng bài này rồi đó. Nhưng mà do hôm qua giảng cái này nhiều quá nay không giảng quý vị. Tại vì cái vụ này bây giờ nó dính nhiều quá. Cái vụ Bacicola này nó khổ te tua, thấy chưa? Nó, vợ chồng chia tay nhau có nên bước thêm bước nữa không? Không. Cái lời thẳng thắn vậy câu tôi là được rồi. Vòng vo chi cho nó mệt thêm nữa không? Bây giờ như Đức hỏi bị gánh bao nhiêu năm nay á, nặng không? Giờ buông cái gánh nó xuống, đi lượm cái gánh đến kia làm chi nữa. Buông đây không phải là mình đi bỏ cái gánh đó, vì mình đã lỡ tạo cái gánh thì bản thân mình phải gánh cả cuộc đời. Nhưng giữa chừng người ta bắt mình phải buông gánh xuống, bắt mình buông thì mình buông. Tôi không có chạy, tôi có trách nhiệm. Tôi lỡ tạo ra là tôi khổ cái nào tôi cũng chịu đựng. Tôi làm vợ ông hay là tôi làm chồng bà, đúng không? Là tôi khổ cái nào tôi cũng chịu đựng, vì tôi đã tạo ra thì tôi có trách nhiệm mà. Hết cả cuộc đời tôi là chấp nhận chịu đựng được hết trơn. Sống mọi hoàn cảnh đều tốt đẹp để tu hành cầu giải thoát. Nhưng bây giờ ông quyết định ông bỏ tôi thì thôi, suy nghĩ kỹ đi. Bỏ phải không? Kỹ chưa? Quyết định bỏ phải không? Ổng á, mình hỏi ổng á. Tại đây mấy bà nhiều quá, mấy ông này ít quá.
Thì bây giờ mình nói gì mấy bà đi. Bây giờ mình đi học Phật rồi, mình học đạo rồi, mình chung thị. Dù mình có gặp thằng chồng lũ đạn mình cũng phải sống với nó à. Dù cỡ nào cỡ lũ đạn nhưng mà cũng sống được thời gian rồi. Cũng quen với trái lũ đạn này à. Giờ bỏ lũ đạn này kiếm lũ đạn khác chi. Thấy không? Cuộc đời con người người ta nói câu đừng có chánh vỏ dưa mà gặp vỏ vỏ dừa. Giả như thuộc bài luôn. Hiểu không? Thôi, có vỏ dưa cũng được rồi. Đụng vỏ dừa cứng hơn nữa. Hiểu chưa? Nên á, bây giờ mình chung thủy, mình học đạo mình càng chung thủy hơn nữa. Chứ mình đừng có nghe ai nói là chồng của mày vậy, mày đẹp vậy, mà chồng mày vậy. Mày mà bước ra bao nhiêu thằng được nó hước mày. Nó thôi bà ơi bà, hước gì. Nó càng hước thì nó càng khổ chứ có sung sướng gì đâu. Thân phận đàn bà mang tiếng mang tay. Thôi, chờ giao cửa nào thì hưởng cửa nấy đi. Thấy không? Nó, củi khô dễ nấu mà chồng xấu dễ xài. Nói câu chấp nhận á. Thấy không? Người ta có phước có phần được sao thì người ta hưởng gì. Còn mình thì phước phần mình kém được sao hưởng gì. Nhưng mà đến lúc nó bỏ mình, nó quyết định nó bỏ mình, nó đuổi mình, nó bỏ mình thì thôi. Thấy không? Thì thôi. Thì từ hôm nay sống vậy để mà nuôi con, để tu hành đi. Đừng có bước thêm bước nữa nghe. Gánh đi chùa cho nó ngon lành. Ngày xưa còn chồng thì đi còn hỏi tới hỏi lui, nó cho đi mới được đi. Không cho đi nó về nó quýnh cho gãy giò. Bây giờ không có nói mà đi cho nó thoải mái. Đi chùa tu thoải mái. Lâu lâu nghỉ nguyên tuần vô chùa tu luôn thử có được không? Hiểu không? Vậy thì ngon quá, mấy bà đi kiếm thêm cái gánh khác làm chi? Chấp gánh chi à? Những đức nói cái gánh đó mà cha mẹ tạo cho mà nó còn gãy kìa. Chứ đừng có chi là cái gánh của mình đi chấp nói. Cái gánh chấp nói nó không có gì lâu dài đâu. Nó thường ngắn hạn lắm. Nó gãy liền bây giờ. Đừng có đi chấp làm chi mất công. Không có cái gì mà trong cõi đời này mà đã nam nữ nó lạ đâu. Nó cùng một đồng loại mà lạ gì? Không có lạ đâu. Thứ gì nó cũng chán hết trơn. Hiểu không? Cứ mà sống như vậy mà lo tu đi. Cuộc đời còn lại mà lo tu. Thấy không? Vậy là yên quá rồi. Bước thêm chi. Thấy không? Gặp cái thằng nào mà lỡ mà nói này nói kia thì quay qua mà nói yên. Để tôi yên. Thì muốn tu muốn gì? Trời thấy ghê trời. Làm gì thấy ghê vậy? Tôi không thích nói mấy chuyện cái câu đó nghe chưa? Đùa với tôi á. Thôi, lại bà tôi đi. Lúc đó mình cũng mắc cười quá là chết luôn. Hiểu không? Nói, có khi á, mình xa chồng mình nó lúc mà mưa gió được. Con dê hai cẳng nó đứng ngoài cửa. Nó kêu sùm. Lúc đó mình kéo màn còn thấy con dê ướt mình. Đứng ngoài mưa ướt mình chứ. Lúc đó mình thấy mình tội nghiệp. Mình nói dê về đi con. Nó đứng nó kêu hoài. Một chút mình thấy tội nghiệp quá. Mình lấy cái dù mình ra mình che nó. Mình kêu nó vô nhà. Rồi xong luôn. Con dê này ghê lắm. Hiểu không? Thôi, mấy cái bà mà có chồng rồi mà lỡ chồng bỏ chồng chê đó, mấy bà niệm Phật sanh cực lạc đi. Chứ mấy bà đừng có chấp nói làm chi. Sau này nói chứ dạy con cũng khó lắm. Dạy con cũng khó lắm. Còn lỡ dính rồi thì thôi cũng cố gắng mà tu. Còn mấy bà mà chưa có dính thì đừng có dính. Còn mấy bà mà lỡ dính rồi thì thôi số phận, phải chịu thôi. Nghe không? Chứ bây giờ sao bây giờ? Mãn nào cũng được. Nhưng mà tốt nhất thì chưa dính thì đừng có đi tìm mà dính. Còn gặp nó tìm tới thì mình hét hò cho nó chạy mắt dép đi. Không có những cái loại nghiệp á mà mình phải hét hò nó mới chạy. Nhất là cái loại nghiệp con dê hai cẳng.
phải hét hò, phải la lối đồ nó mới chạy, hiểu không? Mà nó ghê lắm, nó cũng không có đơn giản, nó cũng lì lợm lắm. Mình la đầu này nó lại đầu kia nó đứng, rồi nó đứng ở lề đường, nó đứng ở ngoài chỗ vắng vẻ, nó đứng ở gốc cây mít, nó đứng tá lả ở bên, nó đứng tờ á, sao mà mình đi đâu cũng thấy nó đứng. Rồi có khi buổi trưa nắng nó đứng ngoài nắng, nó canh mà nó làm cái mặt tội nghiệp á, nó đứng viết cho mình cảm động mà. Con quan gia nó kỳ lắm, nó theo mình, nó làm cảm động. Ban đầu nó dùng lời ngọt ngào, từ từ nó dùng bộ mặt buồn bã, khổ đau, rồi từ từ nó bỏ ăn, bỏ uống cho nó ốm ho gầy mòn. Nó làm đủ cách để mình thấy mình tội nghiệp nó. Cái con quan gia nó không phải đơn giản. Vậy mà khi mình đem nó về nhà rồi, nó mới lôi ra là nó là quan gia. Nói tôi không ngờ anh á, bao nhiêu ngày tháng anh theo đuổi tôi, anh nói bao nhiêu lời đường mặt như vậy mà bây giờ anh lại chỗ cái bộ mặt này. Nó nói thì tao là quan gia. Hiểu không? Nếu là quan gia mà tao không dụ mày thì làm sao là quan gia? Mày phải chi mày cứng tâm cứng trí thì đâu có cái chuyện này xảy ra. Nên tao phải đi tìm mọi cách, tao phải đi hỏi Gia Cát Lượng, tao phải bài binh bố trận để tao phải túm gọn mày. Bây giờ tao túm gọn được mày rồi thì tao mới là quan gia. Chứ không lẽ lúc tao lỡ tao tìm mày, tao ghi trên chữ trên trán là quan gia. Nếu tao ghi chữ trên trán là quan gia thì mày chạy rồi. Tao phải nói chuyện ngọt, không? Mày thấy không? Nhiều con quan gia nó gặp không? Bây giờ mà quý vị có chồng, gặp nhiều người chồng mà nó đánh đập không? Ngày xưa nó đâu có đánh đập. Ngày xưa nó mới đến nó nói chuyện ngọt xớt. Em, để anh làm cho, anh làm hết chuyện luôn. Em mà lấy anh là cái như cuộc đời của em không động móng tay nữa đó. Nhưng anh làm việc hết trong nhà, việc gì anh cũng làm. Mà lúc nó lỡ nhà nó làm ghế, nó làm kinh khủng luôn. Mà mình mà cái khi mà mình dán cửa sổ mình nhìn, mình thấy nó làm mà mình tội nghiệp. Trời ơi, nó bự củi, nó vũ rơm, nó vác lúa, nó làm, nó gánh nước, nó làm quá trời làm. Vậy đó mà khi nó đem về là nó quinh. Ghê chưa? Cái này không có đơn giản. Nên ngày xưa biết gì sao á, mà vợ chồng người ta cưới nhau mà nó ít chia tay không? Tại vì cái làm ghế 3 năm. Cái làm ghế 3 năm. Bởi vì người xưa người ta thông minh, muốn cưới con gái người ta phải làm ghế 3 năm. 3 năm đó là, quý vị biết 3 năm gì không? 3 năm đó là 3 năm biết được cái thằng này có thật hay không. Nếu cái thằng dởm là chưa được năm nó chạy mất dép. Còn cái thằng thật thì được gán 3 năm nó làm ghế chứ sao. Mà bây giờ làm ghế 3 năm cực muốn chết mới được con vợ. Không lẽ bây giờ mình cưới con khác thêm 3 năm nữa hả? Nên cái khó khăn, cái khó khăn nó đâu có bỏ, đâu có chia tay. Hiểu chưa? Nên ngày xưa người ta nói cái chuyện ly dị là người ta lạ lắm. Ngày xưa mà cái thờ ba mẹ như Đức thôi, mà nói cái chuyện mà chia tay ly dị là cái chuyện này nó quá lạ. Tại vì sao? Vì làm ghế 3 năm là bữa củi đồ gánh nước muốn le lử, mới có được vợ. Nên cái chăn quý khi được con vợ mừng muốn chết, ai mà dám bỏ vợ. Nên sống tình nghĩa mặn nồng, nó chịu 3 năm đó, nó tạo ra cái phước duyên của đôi vợ chồng. Còn bây giờ nó cứ dễ quá. Bây giờ mình đem cái thằng ghế về mà là cho nó làm ghế nhà mình 3 năm, 3 năm mới dựng sanh 3 đứa con. Chứ đừng nói làm ghế. Ngày xưa con gái nó ghê lắm quý vị ơi. Mình lỡ mà làm ghế nhà nó cho nó không bao giờ gặp mình đó. Nó đem đồ ăn là nó kêu người khác đưa cho mình ăn, chứ nó không lỡ đưa. Mà lâu lâu mình kêu nó lỡ ngồi nói chuyện câu hay câu nó không. Cái nào cưới đều tính. Ghê không? Nó không đơn giản. Còn bây giờ là nó có điện thoại. Bây giờ mình ở trong nhà nó không gặp mình, bấm nhắn tin qua nhắn tin lỡ. Thấy không? Cờ kiểu đó nó nguy hiểm. Đó, vì thấy cái thời cuộc bây giờ là do gì nó hư, là do cái phương tiện, điều kiện tiện lợi quá nên dễ hư. Còn ngày xưa khó lắm. Ngày xưa mà ví dụ như mình hẹn hò gì bằng đêm mà đi chó vượt thấy mộ. Đường xá vắng vẻ, chó vượt. Ghê lắm. Chó sổ ta hay rồi. Bác quýnh thấy mồ mình luôn, đâu có dám. Thầu ô quen bồ bịch mà đi bằng đêm, chó vượt thấy mồ luôn. Chạy. Hồi xưa có lặng, như đứa quen nhỏ nó bên sông. Trời, đi ngang cái cầu khỉ.
con khỉ nó gung qua gung lại, mình đi ngang con khỉ mình đã sợ rằng nó cười quên chết. Mà con chó bên đây nó sủa mình, mình chạy qua bên kia, con chó bên kia đứng ngay cái con ngay con khỉ ngay chặn đường. Chợ mình nói mình gặp nhau bạn gái là mình thôi mình gung muốn ăn chết, gặp rồi đó không còn cái tâm trạng gì đó chứ, vì chó vượt không còn cái tâm trạng gì nói chuyện, nhưng vừa gặp cái thôi chào em tôi về. Trời ơi, mỗi lần gặp em mà chó vượt muốn chết vậy đó nghe. Mà đi ngang cái cầu khỉ giữa cầu chợt chân té xong, té xong cái chùm lội lên cái gì mình mãi ướt nhẹp. Về gặp thêm ông già ba như đức quýnh cho chạch nữa. Chưa có tới gì đâu, mày là tới quỷ ma gì bằng đêm không, đi đâu mình mãi ướt nhẹp. Trời ơi, đúng là nó khổ tới ghê. Đêm hôm mà đi mà té xong nữa chứ, đã sợ ma rồi mà té xong thì thấy khổ ghê chưa. Đúng là ông kể chuyện thôi mà nó cười muốn ăn chết chà, không biết nói về tới à đúng mệt quá. Bởi vì mấy cô Phật tử nói mà từng nào chủ nhật mà tôi không về là bố đó chắc chết được á. Giống như kiểu này viết giống ghiền ốc phiện ấy vậy. Ghiền xì ke. Đúng không? Nó ghiền xì ke thì nó làm cho mình ốm ho gầy mòn. Còn nó ghiền Phật pháp thì nó giúp cho bị trẻ trung và đẹp. Ghê không? Hay không? Mình ghiền Phật pháp nó hay lắm quý vị. Tuy là cái cách nói chuyện đơn giản gì mà nó dẫn dắt quý vị, nó làm cho quý vị giống như quên hết những cái nỗi khổ trong cái gia đình quý vị. Rồi nó làm cho quý vị một tuần chủ nhật nó tích tụ nguồn năng lượng. Rồi quý vị thấy ủa sao mà nó đơn giản quá mà sao mà nó cười, nó vui gì, nó thoải mái dữ vậy ta. Hiểu không? Hiểu không? Đó, đó, đó. Mà cái này nó sinh ra là từ đâu quý vị biết không? Niệm Phật. Từ niệm Phật mà nó sanh ra. Thấy không? Những đức nói Hương Linh bây giờ là chắc cười te tua tả tơ. Thiệt á, cười dữ lắm. Nãy giờ mình cười dữ quá. Thấy không? Quý vị cười đến mức mà tứ đại giai không. Có cái bà kia mà những đức giảng mà bà cười đến mức mà tóc tai bà xù xuống. Mà khi quay phim lên mạng á, bà hỏi bà cái người này là ai, cái bạn kế bên nói bà chứ ai, trời ơi cười gì mà tóc tay gì mà xù xuống tới ghê. Tại vì tóc bà nó ngang 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 gì nè, nó chảy lên xong bà cười một chút nó xù xuống, sau trước gì nó quắn lại nó xù xuống. Quay phim lên mà hỏi ai đây là ai, nói bà chứ ai, cười đến mức vậy đó quý vị. Cười kinh khủng luôn. Có cái bà kia bà đi đến chùa, bà nghe những đức giảng mà lăng nào bà đi đến bà cũng đánh kem nhiều lắm. Đánh kem nhiều dữ lắm, một tạ kem nhá. Rồi bà tha son đỏ chói cái miệng. Rồi bà mà những đức giảng một chút bà quá cười, bà cười một chút cái đầu mồ hôi nó chảy có đường có đường, thành sọc 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 sọc. Tại vì da mặt trong đen mà ở ngoài thì kem nó trắng, nên bà cười một chút cái đầu mồ hôi nó phát từ ở trong nó phát ra, thì mồ hôi nó đi từ lỗ chân lông nó ra thì bắt đầu nó bung ra khỏi kem luôn, thì bắt đầu là cái đường mồ hôi nó chảy theo cái đường nào mà lỗ chân lông nó đi, đường. Trời ơi, quay phim lên nhìn cái mặt bà hết nói nổi luôn, bị gan cái bánh bao chiều. Còn bà cười một chút bà quên á, miệng mồm bà lấy tay bà chùi son á. Bà chùi son, bà chùi, trời, bà chùi dính vậy nè, nó lên xuống
mà cái miệng nó trung bình thì nó gì thôi, mà gặp cái miệng bà đó bự nữa, rồi bà quẹt một chút nó bung lên, cuối cùng cái miệng nó giống như bà dảnh lên. Tội tội thế ghê vậy đó. Cuối cùng quay phim lên một lần, một từ đó sao bà không dám đánh kem đến chùa mình luôn. Bà nói biết rồi, cái môn giảng của ông thầy này nó giống như nó nổi hết con người mình ra luôn, nó làm cho mình là bung hết ra luôn. Từ đó về sau bà không dám nữa, bà lợi chùa mình là bà không dám trang điểm luôn. Mà từ khi bà nghỉ trang điểm luôn, bà mới thấy bà sung sướng, bà thấy bà sung sướng. Rồi bắt đầu bà để tự nhiên, rồi bây giờ bà lợi chùa mình giết, bây giờ da mặt bà đẹp, đẹp thì là đẹp. Hay chưa? Quá hay, đúng không? Nà, mấy cô thấy không? Khi mình ngủ mà mình dưỡng da mặt rồi này kia bị ngủ cũng khó. Mà kem nó dính vô gối á, hôi ham, mà chưa giặt cái kiếm dán nó bò vô, hôi lắm, đúng không? Mà từ khi mà không sức kem gì chứ ngủ đâu có dính gối. À, mày thoải mái ghê, đúng không? Bây giờ dùng câu vật hiệu để mình tái tạo da, hiểu chưa? Dùng câu vật hiệu để tái tạo da lại, nó làm cho da mặt đẹp lại. Chứ sao câu vật hiệu mà, câu vật hiệu nó phát từ tâm ra mà sanh tướng. Mà câu vật hiệu nó quá thiện, nên từ nơi đó mà làm cho tất cả tế bào của chúng ta nó được tươi mát. Nó giúp cho những cái tế bào mà bị bệnh đau yếu ớt phát triển mạnh mẽ lại. Nên con người khi mà niệm Phật nó hừng hực nội tâm lên. Và cái tâm thiện này nó phát đến mức cực điểm luôn, nó phát rộng ra tặng hư không biết pháp giới. Đó, tâm niệm Phật nó lớn vậy đó. Giỡn đâu, vì thấy không, cái tâm những đức ngày xưa chưa đi tu cái gì đâu, nghĩ mình không nghĩ ai đâu. Nhưng mà niệm Phật giết bây giờ nghĩ cho người ta quá trời, nghĩ cho chúng sanh không, cực khổ cũng nghĩ cho chúng sanh, thấy chưa? Lên nói chuyện mà nói đủ cách làm sao cho người ta vui, nghĩ về người ta không à, quên chính mình. Có khi mà lên nghe lại mắc cỡ cũng chết. Lên giảng thì thôi mà giảng thì ghê quá, giống gì cũng nói được thì ghê quá. Nghĩ về người ta không, quên mất tiêu mình luôn. Lên nghe lại mới giật mình rỡn ốc. À, do nghĩ về người ta nên lên thuyết pháp ầm ầm đó, chứ không nghĩ về người ta sao thuyết pháp. Vì thấy không, niệm niệm nghĩ về người nên cảm với cái nguyện Phật. Mà khi cảm với nguyện Phật thì cái tâm của người mình và tự tánh mình nó hiển lộ tánh Phật ra, nên trí tuệ nó phát sinh, nên thuyết hoài cũng được. Thấy không, đâu có dám câu đâu, nói hoài luôn, mà càng nói mạnh. Thấy không, rõ ràng chưa? Chứ gặp mà nó không gì người ta, nó nói một chút tới gần cuối cùng nói đâu có nổi. Quý vị thấy ca sĩ nó hát chừng hai bài thôi là mình sợ nó đứt hơn gì. Hát đâu nổi đâu, hát hai bài à, một bài hát có khi lên không nổi rồi đó. Vì mà những đức tiếng gửi rồi đó, vẫn đâu tiếng ầm ầm, thấy không? Người nó hừng hực, thấy chưa? Này đâu có đơn giản, này là do niệm Phật mà ra. Đó, quý vị thấy rõ ràng không? Những đức là do mót câu vật hiệu, chứ lên chánh điện đâu có được bao nhiêu. Mót câu vật hiệu, đi đứng nằm ngồi cái niệm Phật hoài à. Nó, này cái máy nghe pháp này nữa, díu âm tặng gì nè, pháp đẹp quá trời đẹp luôn, quá đẹp đúng không? Cái máy nghe pháp này mà chứa 1,000+ bài giảng trong đây, mà nó là máy niệm Phật luôn cũng được nữa. Nó làm máy niệm Phật nó cũng dễ xài, nó dễ xài lắm. Nên khi mỗi một người chúng ta được có chiếc máy nghe pháp này thì mỗi người chúng ta nên trân quý. Nghe lớn lắm quý vị, những đức nghe rất là lớn luôn. Mà có những điều niệm Phật luôn thì mình đeo máy niệm Phật cũng được, nghe pháp mỗi lúc mỗi nơi cũng được. Đó, thẻ trong nằm hết hoàn toàn, kính hết luôn. Nó thấy cái máy chất lượng ghê. Mà bữa đó là bên công ty người ta qua tới bên đây, người ta qua tới bên đây luôn, bên công ty nước ngoài qua tới chùa mình luôn á. Chỉ 5-6 người đủ duyên. Có một cái anh này bên Hà Nội, ngoài Hà Nội, ảnh biết tiếng Trung rành vậy đó. Anh thấy chùa mình phát triển máy nghe pháp gì, anh kết nối hai bên đến máy nghe pháp, nên nhà đức đặt 30,000 cái, ý 30,000 cái quên nó lộn, đặt 30,000 cái,
là cái máy và thẻ 16 GB nằm trong đây. Là giá gì cũng được rồi, thấy không? Được lắm rồi đó. Như hôm qua nghe nói 125.000 phải không anh? À, thì bây giờ cái máy này Nhật Đức đang đặt 30.000 cái 19 tháng 9 để chúng ta tặng á. Dĩa quan âm. Nhưng Đức nghĩ 19 tháng 9 đợt này chắc khoảng 30.000 người đi á. À, chẳng đâu. Nên chuyến này Nhật Đức đặt 30.000 cái máy này để mình tặng. 30.000 chiếc cái máy này bởi vì tính ra cũng nhiều tiền không dẫn đâu. Đúng không? Nên từ nơi đó mà khắp nơi nơi mình thích làm pháp thí thì chung tay. Tại vì mình làm việc tốt mới bị tặng thiệt mà. Tặng mà. Rồi 19 tháng 2 là chúng ta sẽ tặng đèn bông sen. Kệ. Ai đặt thì đặt, nhưng mà mình phải tặng là tặng à. Nó mà cái đèn bông sen sau này làm đang đặt 10.000 cái bên công ty mới này người ta làm. Là đèn bông sen có bài pháp giảng cho củ quyền thất tổ. Rồi những cái năng lượng, những cái năng lượng mà niệm Phật thì có một bài pháp cho những loài động vật nghe luôn. Chúng sanh được lợi ích. Đó. Còn mỗi một cái máy niệm Phật chúng ta sau này toàn trong đó có 3 bài pháp ngắn rất hay. Rất hay luôn quý vị à, nghe đi. Thấy rất là hay, nhắc nhở đủ hết trơn. Ông bà cha mẹ già nghe cũng ngon, để ngay lỗ tai nghe, đúng không? Nên chiếc máy nghe pháp này bây giờ bắt đầu là cho công ty người ta làm rồi đó. Từ bây giờ làm mới kịp. Nha. Như Đức nói với anh rằng cái quan trọng là chất lượng. Tại vì sao? Anh người Việt mình mà nói tiếng Trung, anh Như Đức nói là chất lượng. Tại vì khi mình tặng cho các cụ hay các cụ đặt, là các cụ đi xa, cụ đi về nhà, không có nói cái chuyện mà đi đổi lại. Nên tội nghiệp các cụ lắm. Ta tặng một cái máy thì mong cho người ta cái máy nó được. Nên cái chất lượng là cái quan trọng. Nói với họ chất lượng mình sẽ làm lâu dài. Cái gì cũng vậy, chất lượng là lâu dài. Với một nữa, chùa mình người ta nghe những Đức giảng nên người ta thích lắm. Những bài giảng như Đức Tiên nó đơn giản vậy đó mà người ta lại niệm Phật. Lạ vậy đó. Nó có những người người ta gặp như Đức ta nói, tôi hỏi thiệt thầy, thầy có chơi bùa không? Như Đức nói có. Cái chữ bùa mà những Đức viết nó khác cái chữ bùa người ta viết. Người ta viết chữ bùa, người ta viết một câu nào đó thôi, người ta sẽ dùng toàn tâm toàn ý, người ta viết một phát một lần ra cái chữ bùa liền mới linh. Còn cái chữ bùa Nhân Đức là phải viết 4 chữ. Nào. Hỏi gì? Bùa mà viết 4 chữ dữ à? Ờ viết 4 chữ. Viết chữ Việt luôn. Còn ông viết chữ bùa là đâu có viết cái chữ Việt đâu. Viết cái chữ mình đọc đâu có được, quằn quéo. Thấy không? Mà người viết bùa là toàn tâm toàn ý nghe. Đặt cái bút xuống rẹt 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 linh. Còn đặt vào mà viết một phát mà vọng tưởng là không linh. Quý vị đi hỏi người viết bùa coi đúng không? Người nào mà đạt trình độ mà viết một phát ra một cái chữ, chữ đó là phải viết toàn tâm toàn ý, định tâm hoàn toàn để viết ra lá bùa linh. Thấy không? Còn mình viết chữ bùa mà viết từ chữ A Di Đà Phật, đúng không? Đó, chỉ có một câu A Di Đà Phật này là thu giết chúng sanh thôi, chứ bùa gì, đúng không? Bùa mình làm cho một hai người nó đồng nghiệp với mình, đồng cảnh, đồng nghiệp, đồng duyên, đồng nợ với mình, rồi mình mới làm cho người ta đi theo mình. Nếu như cái người này không đồng duyên đồng nghiệp với mình thì mình có làm bùa người ta cũng không dính. Nên tất cả những người mà sợ bỏ bùa là do quý vị có cái nghiệp bùa nên quý vị mới sợ người ta bỏ bùa. Chứ quý vị không bỏ bùa ai trong nhiều đời nhiều kiếp thì ai bỏ bùa được quý vị, đúng không? Cái lá bùa linh mà bùa mà làm cho người ta mê, đây là một cái tâm trạng xấu. Mà câu vật hiệu là một cái thiện tâm. Quý vị niệm Phật thì bùa nào vào người quý vị được, đúng không quý vị? Đó. Nên cái người mà bị dính bùa, dính ngải mà chịu niệm Phật đi, ra liền. Ôi, bùa ngải mà nó nhào vô. Câu Phật hiệu là quang minh phổ chiếu, sao mà nhào vô được? Nhào vô một cái là độ nó về cực lạc luôn. Thì nó chuyện dẫn chơi, thấy không? Đó, phải tin chỗ này nghe. Nên đừng có bao giờ sợ người ta bỏ bùa, bỏ ngải mình. Cái tâm mình sợ nó dính,
sợ là dính chứ sao, giống mình sợ ma nên ma nhát, ai mà sợ ma là ma nhát chứ sao. Ma bắt coi mặt người ta, nó coi con nào con nhỏ nào nhát nhát thì nó lỡ nó chọc hoài, nó thì nó coi có đứa nào nhát thì ma nó mới nhát. Còn mình ghen sao ma dám nhát, tôi nè ma nào dám nhát, thấy không? Trời ơi, tôi mà gặp mà lỡ gần thôi muốn cái gì, niệm Phật thì mai xuống nghe pháp, niệm Phật uống gì đây, dạ cung đi thực thì chưa mai cung, dạ đi chỗ khác chơi, tôi đi ngủ cái coi, gọi đi mắc dép luôn, làm gì được nhau, làm gì được nhau, nước sông phạm nước giếng đúng không? Mình làm cái việc cho người ta mà, ai mà đi lỡ kiếm chuyện mình, muốn kiếm chuyện cũng khó lắm á, không có giỡn đâu nghe quý vị, nghe không? Nên quý vị tu hành cái tâm quý vị nó phải mạnh, thì không có ai á mà tự nhiên người ta xâm nhập vào cái tâm quý vị đâu. Hôm qua gặp cái bà kia, bà nói dạ thưa thầy, con hỏi thầy, con niệm Phật mà con gì niệm như vậy đúng hay sai vậy thầy? Những đức nói tôi vừa nghe bà nói là tôi biết sai rồi. Niệm Phật mà nói chuyện gì đâu, cái tiếng kỳ cục cũng chết luôn. Mà nói đi, nó đúng hay sai là nói sao? Mà nói con niệm Phật mà con nghe trong tâm con nó cứu con, con chó ở nhà là ông cố nội con, con mèo là bà ngoại con, con nghe trong tâm nó kêu con, nó kêu sai khiến con làm này làm kia, con xin hỏi thầy con niệm Phật gì đúng hay sai? Nó sai bét. Sai rồi còn cái gì nữa? Bà niệm Phật là bà phải biết được bà đang niệm Phật, cái tâm của bà làm cái gì là do tự bà làm, bà suy nghĩ bà làm thiện hay ác là bà phải biết. Nên Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hay nói rằng người tu hành mà không biết bản tâm thì học đạo vô ích. Bà là không biết bản tâm bà đó. Nên có người học đạo thiện thì biết thiện, ác là biết ác. Mình làm việc đó là chính bản thân mình phát tâm mình làm, chứ không ai ép mình chứ nha. Tôi thích là tôi làm, không thích thì nghỉ. Tôi biết tôi là như vậy đấy. Đúng rồi, hiểu không quý vị? Này học đạo mà niệm Phật mà cái tâm nó sai khiến. Những đứa hỏi cái tâm bà ở đâu? Dạ con cũng không biết nữa. Thì thôi bà bó tay luôn rồi, ai mà cứu được bà? Phật con không cứu được bà nữa. Tại vì sao? Vì bà không biết cái tâm bà. Bây giờ bà bị cái tâm bà mà nó dẫn dắt bà, người ta chiếm hữu cái tâm bà luôn, người ta dẫn dắt bà, người ta sai khiến bà luôn rồi, bà thua rồi. Nên mình niệm Phật ngay vị, ác cũng chưa đáng sợ, vì mình biết mình làm ác. Thiện thì mình biết mình làm thiện, thì từ nơi cái làm ác mình quay lại mình làm thiện. Thiện với ác cũng như cái lặt bàn tay với ló gì, ác thiện, ác thiện, ác thiện, cứ vậy thôi, đúng không? Nay làm ác mai làm thiện, thì mình thấy thiện tốt rồi mình cứ làm thiện đi, vậy là được rồi. Nên mỗi một con người tu hành quý vị phải bình tĩnh để cái tâm của mình nó đặc biệt. Dù là mình tu hành mình biết là có hương linh để mình độ người ta, mình giúp người ta, nói cái tiếng độ người ta, chứ thật sự là mình tu để cho người ta tu theo. Chứ mình đừng có chạy theo hương linh. Cái người mà tu mà chạy theo hương linh hoài, cái người này tu sau này có chuyện đó. Cái tâm của mình tu nó phải đặt vào Phật, chứ không phải đặt vào hương linh. Quý vị thấy hồi xưa trên mạng có cái bà đó, bà cũng nổi tiếng, bà bên Mỹ á, bà nổi tiếng mà dẫn dắt một số người đó, nghe pháp niệm Phật đồ quá trời. Bà niệm Phật một thời gian, cuối cùng bà chuyển qua tùm lum tùm la. Rồi bà nói là bà đi xuống dưới địa ngục, rồi được Địa Tạng Bồ Tát rồi dẫn bà đi rồi. Chuyện này nói bậy nói sai, dù mình có được gì chăng nữa mình cũng không dám đụng vô, mình không có nói gì. Ai mà đi nói mấy cái chuyện đó, ai mà đi nói cái chuyện bậy bạ đó, không có nói được. Cái chuyện đó là cái chuyện ngoài cái cảnh giới phàm phu mình. Dù mình có Phật Bồ Tát thì hiện mình cũng vẫn là cái cảnh giới phàm phu của cõi này, mình không có nói mấy chuyện đó được. Mình chỉ nói về nhân quả Phật pháp, mình phiên người ta tu hành thôi, chứ mình không có nói cái chuyện mơ hồ đó. Dù mình tu đến đỉnh cao gì đi chăng nữa, mình vẫn là phải là người bình thường ở cõi đời này. Thì mình dẫn dắt người ta tu đạo, người ta không có nói mình làm người ta mê tín dị đoan. Còn mình nói vậy là mình nói cái chuyện mà mê hoặc chúng, sai. Vì vậy mà học đạo bị nghe những con người, gặp những con người đó chánh liền, chánh người đó, thấy không? Biết rằng cảnh giới hương linh là người ta khổ, nhưng mình đang khuyên nè, người tu hành để hồi hướng cho người ta nè. Rồi mình nói gì để cho hương linh ta tu theo nè, rồi để xóa bớt đi cái tâm hận thù, báo thù nè. Đúng rồi, Phật pháp là khuyên thôi, người ta buông kệ người ta, cái chuyện đó mình không có đụng vô. Còn nếu mình tu học mà mình đi đến đâu mà mình nghe nào là hương linh nhập xác, nhập ra, nhập vào, nhập vô, nhập ra,
rồi bắt đầu là quy y, nhập hương linh, nhập ra, nhập vô, không có đúng. Vì coi cái đạo tràng ta đông gì có ai nhập không? Ai dám nhập? Ai nhập tôi cho mấy chú đem ra ngoài cổng chùa để ngoài luôn. Không quy y, không có nói dòng do, chứ tôi chỉ nói người bình thường. Còn hương linh đi ra ngoài trước chứ. Còn vô đây là phải ngồi nghe pháp, không được nhập ai chứ á. Ta không chấp nhận sao dám? Chùa có bao giờ có chuyện này xảy ra không? Không. Tôi không có làm cái chuyện này. Có lần mà đi bên kia về, đây ngồi 4-5 người nó, ở ngoài trước đó, nó nhập xác nhờ thầy quy y giùm. Con thấy thầy vừa ra xe bên kia là cũng biết thầy đang trên đường về đấy. Nó thôi mệt quá, ông nội, đi ra chỗ khác chơi, tôi không có dính mấy chỗ này. Đi về, đi ra chỗ khác, tôi không dính chỗ này. Dạ thầy cứu giùm. Không, tôi không cứu được ai chân á. Chừng nào bình tĩnh lại đây. Còn nói cái chuyện hương linh nhập, tôi không dính vô, không đụng ai luôn. Tôi không làm được, tôi cảnh giới của phàm phu. Tờ giấy che nghe, con mắt tôi còn không thấy bên kia mà. Chứ đừng nói chi mà tôi nói hương linh. Tôi có biết ông là hương linh hay là hương gì. Tôi đâu có biết, tôi không có đụng cái chuyện này. Đi về. Rồi ra xe đi, cái dù mất tiêu. Tới bây giờ không thấy tin tức. Gặp mà mình làm một lần đi là nó báo với nhau. Cuối cùng nó lỡ nó tìm mình hoài, lâu ngày mà thành mê tín dị đoan. Ngày xưa có một vị thấy bị thấy chưa, hương linh nhập, hương linh nhập, giết nó quen cái tật. Cuối cùng nó vớt một cái, nó lặt màn mình luôn. Thôi tôi không chơi với hương linh. Giúp hương linh nhưng mà không chơi với hương linh. Vì chơi với hương linh có cái gì, lôi ai ra làm bằng chứng. Hương linh đâu có làm chứng cho mình đâu chẹt. Mà hương linh làm chứng xã hội ta không có chấp nhận. Con người làm chứng con người thì được, chứ hương linh không có làm chứng được. Nên cái chuyện này tôi không có dám phế. Tôi không có dám phế mà tôi không dám đụng. Tôi chỉ là niệm Phật thôi à. Phiên mấy bà già niệm Phật vậy đó. Phật tử ai thích thì về nghe tôi nói chuyện, cười chơi một chút đó. Đúng không? Vậy là được rồi à. Thôi ai có cảnh giới cao siêu thì ta làm chuyện đó của người ta đi. Nhưng mà rớt đó, rớt đó. Nó đi tu mà, thí dụ như bây giờ quý vị đi vòng do tâm quắc, quý vị cứ hướng đến hương linh hoài, đi hoài, đi cầu siêu hương linh không, rồi sau này cận tử nghiệp thì sẽ thấy quý vị không cầu siêu được cho họ mà nó quay ngược lại quý vị. Tại vì không cầu siêu được, cái cảnh giới của mình còn nhiều cái nắm bắt, sao mình siêu. Mình muốn cầu siêu được cho người ta là mình phải siêu. Mình chưa siêu được mà mình lao thì cái chỗ đó đâu có được. Đâu phải là mình nói cái chuyện mình tụng 2-7 bài kinh rồi mình siêu cho người ta, không phải. Mà là cái thuyết pháp nó thông tâm. Thông tâm rồi mở cái tâm buông xuống hạng thù. Buông xuống cái hạng thù rồi nương rồi bổ nguyện rồi Phật rước. Chứ mình không có giúp người ta gì chứ. Hiểu không? Những điều nhà Đức chia sẻ này, quý vị yên tâm đi 100% với quý vị. Không có sai đâu. Hiểu không? Quý vị tu là yên lắm. Yên re luôn. Không có chuyện gì xảy ra chứ nha. Nó quý vị, tất cả các cô về đây tu, có một cô nào mà vô chùa mình mà bị hương linh nhập không? Dù mấy cô cũng mang nghiệp phá thai đó, mà hương linh con cũng không dám vô nữa. Không dám. Gặp tu chạy mắt dép, dám gì? Nghe như vậy thôi là biết thầy không đồng ý rồi, sao dám? Hiểu không? Chùa có long thần hộ pháp. Thầy ông giảng pháp vậy mà nói mà nhào vô tầm bậy, hộ pháp sắp xếp với vị luôn. Đúng chưa? Dám không? Để vị biết cái chuyện nghe pháp là việc cực kỳ quan trọng luôn đó. Đạo tràng kìa, nhà Đức Quan kia kìa, có mấy người họ đi về kìa, họ nói một câu: lúc trước mỗi ngày nghe pháp, cái tâm của họ khi phiền não gì là nhắc liền hết. Khi ngưng nghe pháp, cái buồn của họ nó bắt đầu nó tồn động. Bức một phát, cái chú mới đi về kìa, ông nói một câu: con chịu hết nổi, tâm nó không cỡ mở được, con xin thầy con về. Kinh chưa? Nên quý vị ngoài đời mỗi ngày mà quý vị mà không nghe pháp, quý vị thối tâm. Tại vì nó có quá nhiều thứ, nó làm bị nặng nề quá. Hai cái bài giảng như Đức với những ngày chủ nhật nó quá vui. Hai cái bài giảng là đi vào trọng tâm tu niệm Phật, mà đi vào cái chuyện mà cởi mở tâm tư mạnh, nghiêm túc, đúng không? Còn mấy ngày giảng lễ thì nó quá nhiều phương tiện, mà khi bị nghe thì cũng rất vui. Cứ nghĩ là khi mình nghe pháp, cái cách nghe pháp mà mình hiểu là mình giữ tâm bình thường mình nghe đi. Tự nhiên có những câu hay nó sẽ tự tiếp nhận. Còn những cái vui nó cái vui cười bình thường. Nhưng cái nào mà vô được trọng tâm là tự nhiên nó sẽ vô.
Tại vì sao? Vì khi nó vui là nó thoáng tâm, mở tâm. Mà khi cái câu nào trọng tâm là nó lấy lại. Nghe pháp là vậy đó, chứ không phải mà nghe pháp mà căng thần kinh để chờ cái câu hay. Nó không có vô được câu nào hết trơn. Đó là cái cách nghe pháp không biết. Nghe pháp là cái tâm thư thớt nhẹ nhàng nhất. Khi cười là phải cười, khi giảng nghiêm là phải nghiêm. Nghĩa là trạng thái nó phải theo tự nhiên. Rồi những câu nào trọng tâm tự nhiên sẽ nhớ. Tự nhiên nó nhớ hả? Thì biết rằng Như Đức đi chia sẻ Phật pháp có chuẩn bị gì đâu, tự nhiên nó nhớ thôi. Mà khi chuẩn bị là nó quên. Mà mình không chuẩn bị gì hết thì tự nhiên nó nhớ. Mà mình phải tự tin thì nó tự nhớ. Còn mình không tự tin quên sạch nhách. Không tự tin nó quên sạch nhách luôn á. Nó ngày xưa mà đơn giản thôi, còn nhỏ nhỏ muốn chọc nhỏ đó. Vậy mà ở nhà đọc thuộc bài quá trời luôn. Chọc bồ mà thuộc bài. Ở nhà đọc tới đọc lui, đọc trời ơi lão luyện đi dọc đường cũng đọc. Vừa gặp nó, trời ơi sao quên mất tiêu hết trơn rồi. Quên mất tiêu hết trơn luôn. Nói tào lao không à, rồi ngồi không biết nói gì. Lấy cái tay kéo dèm tia lên xuống hoài. Vô duyên. Giống như đầu óc hết biết gì trơn rồi. Sợ quá. Nhỏ kêu nói ma. Thật sự mình có dám làm gì đâu. Mình sợ quá, mình đung quá trời đung, mình không biết làm gì. Xung quanh thì mấy cái cây mình bứt lá sạch nhách thôi. Lá dừa rồi lá cây này cái kia mình tuốt. Xẹt 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 xẹt. Cuối cùng không còn cái lá nào, mình nhổ gốc luôn. Mình nhổ gốc xong rồi nó không còn cây nào xung quanh mình. Rồi nước mình cũng uống hết trơn luôn rồi. Bưng ra ca ca cứ uống hoài, không biết nói gì uống hoài. Uống chút cái bệnh, cái bụng trình bình. Rồi xong tiếp tục còn cái gen tiêu quần kéo lên kéo xuống. Vô duyên. Tự nhiên khi mà nó rung nó sợ quá, vô duyên ghê chưa. Không bình tĩnh. Nhỏ kia vậy nói với nhỏ bạn công nhận ông này hiểu gan thấy ghê. Nó ông này quá trời gan bạo quá. Mình nói trời là trời tao nhát quá chết luôn, bạo đâu bạo. Trời ơi tao ngồi xung quanh á, cái bàn là tao bứt lá cây banh chành hết trơn. Không biết nói gì, tao sợ quá trời sợ rồi. Run quá trời run. Cuối cùng nước không còn uống nữa. Rồi cuối cùng cái tay tao tự nhiên nó lấy dây tia kéo lên kéo xuống. Chứ thật sự tao có gan gì đâu. Nhát quá chứ gan cái gì. Thấy không, trời mình nhớ lại đúng rõ ràng. Con người khi không bình tĩnh là nó kỳ cục lắm quý vị ơi. À, nên con người mình á, khi mà nó bình tĩnh là trí tuệ phát sinh. Mà khi mà nó không bình tĩnh gọi là nó ngu si lạ thường. Ngu si mà lạ thường luôn. Từ đó sao nó đồn cả sớm. Đồn cả sớm luôn, nói mình bạo. Nói trời ơi tôi mà bạo giờ tôi sợ rằng chết luôn, bạo đâu bạo. Trời ơi xanh mày xanh mặt, chân cẳng lạnh ngắt. À, ngồi chung với con gái đầu tiên nó sợ. Mà nó run gì đâu mà chân cẳng lạnh ngắt. Tim đập thùi thụi. Quên sạch nhách hết trơn, mà ở nhà là đọc thuộc bài đó nghe. À, đọc thuộc đồ nói chuyện đồ ngon lành. Ở nhà là hai ba bạn nói qua nói lỡ nhau là chuẩn bị dữ lắm. Vậy mà cuối cùng vừa gặp trời tao mất tiêu hết trơn rồi, tao quên hết trơn rồi. Nếu như Đức mà cũng tiếng quá cái kiểu đó chắc chết luôn á. Trời ơi thiếu pháp mà rung kiểu đó. Thiếu pháp chút lột y áo lùm lá đó. Quá rung rồi đâu biết thiếu gì giờ. Tào lao không nói chưa. Rung lên nó ghê lắm. Hiểu không? Nên á con người á, mà khi nó thiếu cái sự bình tĩnh lúc bình thường thì đa phần lúc cặn tới nghiệp mê đó. Nhớ nghe. Nó lúc bình thường nó không bình tĩnh là cặn tới nghiệp mê. Giống như lúc bình thường mình không có dạng dĩnh nói chuyện thì lúc mình gặp gái quên chứ, cặn tới nghiệp đó. Thấy chưa? Nó nên á, con người mình lúc bình thường mới tập bình tĩnh. Tập bình tĩnh như những đứa bây giờ gặp cái chết viết bình tĩnh nè.
gặp bệnh đau với bình tĩnh nè, rèn luyện trong mọi cảnh duyên bình tĩnh nè, nói chuyện với công chúng với bình tĩnh nè, đụng cái gì cũng nói dạn dĩnh nè. Giết con người bây giờ lời nói mình rất nhạy bén, nói ra tự nhiên thấy có duyên, tại bình tĩnh. Thấy không? Tuy là những văn tự đó nói vậy đó, nhưng mà người khác giảng mới được, người khác giảng cảnh đó mới được. Người khác nói ra nó kỳ cục lắm, nhưng mà riêng Nhã Đức nói là nó mắc cười, nó lạ vậy đó. Ờ, không giỡn đâu nghe. Rồi bắt đầu từ những cái văn tự đó nó chuyển thành văn tự Phật pháp. Cái này mới cái đặc biệt nè. Từ cái văn tự bình thường mà nó chuyển qua văn tự Phật pháp. Vì bình thường để cho người bình thường nghe, rồi nó chuyển qua Phật pháp, rồi nó dẫn dắt cái người bình thường vô Phật pháp. Cái này mới cái là tuyệt chiêu. Đúng không? Đó. Nên chúng ta là người tu hành, khi mà cái chuyện gia đình có người bệnh hoạn, có người gần chết, phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới làm được. Không bình tĩnh thì thua rồi. Con người mày khi không bình tĩnh đó nghe quý vị, cái nón đội trên đầu thì hỏi cái nón đâu, có không? Cái tay đang cầm cái ly, ly đâu rồi? Nó bà cái ly trên tay kìa, tụi lao. À, nó kỳ cục vậy đó. Không bình tĩnh là nó quên lắm quý vị. Nên con người khi bình tĩnh là nó sáng lắm. Nên khi nhà có người bệnh hoạn này kia, mình khuyên người ta bình tĩnh. Không sao đâu chú, không sao đâu cô, đừng lo. Trước nhất an tâm giùm cho người ta. Còn khi người ta gặn mắt hộ niệm liền, chạy lăng xăng chi ạ? Thấy không? Khi thầy mình đồ sắp sửa mắt đồ, tập trung người hộ niệm liền. Đừng có lo cái chuyện trang trí chùa. Chùa trang trí ăn thua gì? Kệ đó, cái chuyện là lo quỷ mạng này trang trí chùa chi ạ? Ôi ơi, vì coi chùa người ta tổ chức lễ mà bao nhiêu chục ngàn người đến, có trang trí gì không? Người ta đến đây đâu phải là cái gì trang trí. Trang trí là ngày nào cũng trang trí, chùa ngày nào cũng sạch, bàn thờ gì cứ vậy mà tu. Phật không có đòi hỏi cái chỗ đó. Thấy không? Phật nào mà đòi ăn hoa? Phật nào mà đòi ăn trái cây? Trời ơi, người ta như mình, cái bàn ăn của những đức mà dọn lên 4-5 món đồ ăn, những đức còn ơi ê hề. Đừng nói chi Phật mà dọn một mâm đầy đồ ăn đầy trên bàn để cúng Phật. Tôi mà gặp còn ngán đây cúng Phật cái gì? Quý vị biết cúng Phật là cúng cái gì không? Là cúng pháp đó. Cái pháp của Phật dạy mình tu, mình đem cái pháp mình chỉ dạy người ta là cúng Phật đó. Hiểu không? Nói không chịu tin đâu. Có nhiều người nói ông thầy nói xàm xàm. Tôi mà đem một mâm đồ ăn ra tôi kêu dọn bớt đi. Đừng nói chi bàn của Phật mà dọn đầy đồ ăn, cơm nước gì để lạnh nguội ai mà ăn, đúng không? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng Đức Thích Ca Mâu Ni 49 năm làm gì? Thuyết pháp. Thì biết rằng cái việc chú trọng thuyết pháp cho chúng sanh lợi ích. Quý vị chỉ cần đem cái giáo pháp Đức Phật mà chỉ dạy chúng sinh, quý vị là người đang cúng Phật đó. Có giờ có những người ta đến là thỉnh tượng Phật, như cô qua cô gặp như Đức, cô hỏi thầy ơi thầy, thỉnh tượng Phật về coi ngày giờ nào tốt để mà tôn tượng lên hả thầy? Những Đức nói bà thỉnh tượng về là tốt đó. Thí dụ như bây giờ bà thỉnh tượng về trước khi đi thỉnh tượng Phật là ở nhà đã trang trí bàn thờ sẵn luôn, hoa quả trái cây đồ để chuẩn bị luôn. Chuyến này lên là nhất định phải thỉnh được tượng Phật. Con quyết định thỉnh được tượng Phật. Thỉnh không được giật. Quyết định thỉnh tượng Phật cho bằng được. Trong lòng của con mến mộ pháp quá mà, vậy con đưa tượng Phật về nhà con mới được. Mọi người thông cảm với tôi đi. Chuyến này tôi quyết định thỉnh tượng Phật về, mới bị đưa tôi trước đi chèn nữa. Mình làm mọi cách để làm sao mà người ta đưa tượng Phật cho mình. Mình chứng kiến bằng thơ sẵn rồi, Phật gia hộ cho mình lỡ thỉnh được liền. Chứ làm sao? Cái tâm đó của mình nó quá quyết tâm rồi. Tôi đâu có giật của vàng bạc châu báu của ai đâu, đâu có chiếm đoạt của cải của ai đâu mà tượng Phật tôi quý. Hiểu không? Nên từ nơi đó làm bằng thờ sẵn luôn. Tượng Phật vừa đem về tới nhà, dù là đi đường xa mệt nghe, ôi hôm nay đem tượng Phật về con mừng quá, con thỉnh tượng Phật về mừng quá, mừng rồi tăng 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 tăng. Trong lòng vui quá vui. Hiểu không? Bắt đầu đưa tượng Phật vô, bắt đầu mở cái thùng ra, bắt đầu đưa tượng Phật nhẹ nhẹ nghe. Ừ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ha. Đơn giản thôi. Bằng áo chàng được, khỏi bằng áo chàng được nữa. Phật không có câu nệ cái chuyện đó.
bạn áo vàng đây rồi mình đưa tượng Phật lên mình đạp áo vàng té bể tượng Phật bất công. Thôi bây giờ trước nhất bữa nay để cho con bình thường đi, con bưng tượng Phật từ từ lên coi. Để lên tượng lên là tượng Di Đà, A Di Đà Phật, tượng đẹp quá, A Di Đà Phật. Trong lòng mừng nghe vui nghe. Xong tượng Quan Âm Bồ Tát để này A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tượng Đại Thế Chí, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôn tượng lên xong hết trơn nghe, ồ nhìn tượng trong lòng vui sướng. Quá vui sướng, nhà tôi thờ Phật rồi. Hành động đó thôi, Phật chứng minh cho quý vị với cái tâm đó. Bây giờ đơn giản thôi, thì mời những đức về nhà ha. Mời vô liền, thầy vô. Chuẩn bị nguyên một bàn nước nôi đồ ăn sẵn luôn, thầy vô. Vợ chồng hay chạy lăng xăng, trời ơi thầy đến nhà mừng quá rồi. Mừng quá rồi, không ai đi trách quý vị lăng xăng cái đó chứ. Trong lòng người ta cảm thấy người ta vui khi mình đến nhà người ta mà người ta mừng rỡ, lăng xăng để lo cho mình. Cái cảm giác đó trong lòng người ta thương mình, chứ ai mà trách mình lăng xăng. Hiểu không? Đó. Thì Phật Pháp á là nó áp dụng từ con người. Rồi từ con người mình mới suy ra Phật Bồ Tát. Nó phù hợp liền cái gì đâu. Từ con người mình là mình cảm nhận, mình chấp nhận. Thì Phật Bồ Tát hoàn toàn chấp nhận hết trơn. Trời ơi. Nên Phật Pháp nó áp dụng vô con người. Nên con người sao ra Phật Pháp vậy? Tại Pháp của Phật tùy quý vị à. Cái người học Phật dễ thì Pháp dễ. Người học Phật khó thì Pháp khó. Cái người học sao ra làm gì? Tùy quý vị à, giáo pháp của Phật đặc biệt lắm. À, giống như nước vậy đó. Vô chai là chai nước, vô ly là ly nước, vô hầm là hầm nước. Mà vô biển thì biển nước. Nghĩa là Phật Pháp như nước vậy đó. Vậy thì tùy quý vị học thôi. Vì thấy tự tại không? Quá tự tại. Thấy hay không? Nên Phật Pháp mới đa dạng văn tự. Vì sao? Vì con do con người mà ra. Tùy vào sự chọn lựa quý vị để học Phật Pháp. Học Pháp làm sao? Nó có tình có lý thì nó là Phật Pháp. Nó có nhân có nghĩa thì nó là Phật Pháp. Quý vị không có nói cái gì câu nệ văn tự gì đặt vấn đề trong đó chứ. Chỉ cần dựa vào văn tự để phát triển cái nhân nghĩa, đạo đức làm người, thương yêu giúp người thì nó là Phật Pháp. Nó dòng do chứ. Cái nguyên lý của Phật Pháp, quý vị hiểu cái nguyên lý thì quý vị học Phật Pháp cực kỳ tự tại. Vì sao? Vì nó không còn bị văn tự câu thúc. Còn có người khi bị văn tự câu thúc quá nhiều thì có người học Phật ra khó khăn. Vì họ không vượt qua khỏi văn tự. Vì người hoằng đạo, đạo nào hoằng người. Nên người đã hoằng đạo thì phải vượt qua đạo. Vượt qua đạo là vượt qua văn tự. Phải xâm nhập vào cái nhân sinh để vượt qua cái xã hội phát triển. Để cho con người ta thấy Phật Pháp nó hay. Đúng không? Có cô kia đến gặp nhà Đức, nó bây giờ chồng con khó, vô cùng khó luôn. Mỗi lần con niệm Phật, có vô nhà gì xin chắp tay niệm Phật, con xin hỏi thầy được không? Được. Con sợ tội quá, tội tôi chịu, bà niệm tôi chịu. Còn có phước tôi hưởng nghe. Bà gán vô đó bà niệm đi. Tại vì sao? Vì bà ở ngoài bà niệm bị chồng quýnh đúng không? Quýnh, nó không cho niệm, nó quýnh ghê lắm thầy ơi thầy. Nó chỉ cần thấy cái miệng mà nhép là bóp. Cái miệng nhép bóp, gãy hai cái răng. Kinh chưa? Bà thấy kinh khủng chưa? Nó thằng này nó ghê lắm. Bà nói là con dùng kim can chì, tôi tưởng nó không biết. Con lại dùng gì nè? Búp! Khỏi cần hỏi làm gì luôn. Cái miệng vừa búp! Mày nhét môi niệm Phật phải không? Tao biết. Kinh chưa? Bắt đầu găng gãy mấy cái luôn, quýnh gãy mấy cái găng. Máu chảy tung tung. Cuối cùng chỉ còn có cách đi vô nhà vệ sinh. Ngồi trong vòng đi tiểu đi cầu. Dàm bộ đi cầu đi tiểu một ngày đi hoài. Nó nói sao mày đi hoài vậy? Nói hồi chiều hồi sáng ăn đồ ăn bị tiêu chảy. Vô trọng đứng niệm Phật một chút đi ra. Mà cái tâm thèm niệm Phật còn hơn cái gì nữa. Cái tâm này mới quý. Hiểu chưa quý vị? Quá khó khăn mà. Nghe cái chuyện mà niệm Phật vô nhà vệ sinh niệm chưa? Đó bây giờ phải vượt qua văn tự chỗ này nè. Không vượt qua được lẽ ta tu không được. Nó kêu cái niệm trong tâm, nó niệm trong tâm bị quên hoài thầy ơi. Niệm trong tâm bị quên hoài, niệm nhét môi thì được. Mà nhét môi là nó quýnh gãy hai cái răng à. Bây giờ mà niệm tiếp tục nó sợ nó quất hết hàm răng. Thằng này nó ác đạn thiệt. Nhét môi là quýnh. Vì sao bà không nhét? Em yêu anh.
Bà thử đi, bà làm vậy đi rồi mai mốt bà nhép. Ai với Đạo Phật thì nó cũng không biết bà nhép cái gì. Thầy chỉ cũng hay ghê. Để con về con đổi lại. Bà đổi lại, lỡ gần đó nè. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Thử coi nó quýnh không? Cái này vô duyên, em yêu anh mà cũng quýnh nữa thôi mà vừa tội. Chắc nó chịu, nó chịu mai mốt bà nhép vậy đó. Tự em yêu anh thành ai chứ đâu bọt. Thì bà phải có cách nghe, bà phải khôn mới giận giận chơi đâu. Chứ ai mà vô nhà xin hoài ngợp tới mù. Giờ đổi lại nói, anh ơi, từ hôm nay em sẽ không niệm Phật nữa. Em niệm, em yêu anh. I love you. Nó điều gì? Bốn chữ được rồi. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Nó nghe, nó tưởng đâu là mình nhép cái môi gì. Nói tại vì bây giờ em niệm Phật quen rồi. Cái miệng em là buông ra là nó niệm Phật. Bây giờ em không muốn niệm Phật nữa, mà em muốn niệm em yêu anh. Để nó đổi qua. Chứ bây giờ em mà buông ra là em niệm Phật à. Mà em mà niệm Phật là anh quýnh em gãy găng hai cái rồi. Bây giờ làm sao em dám niệm Phật nữa. Niệm Phật mà Phật không cứu em, để cho anh quýnh em gãy hai cái răng. Nên em bây giờ em không niệm Phật nữa, mà em phải chuyển qua cái cách là niệm em yêu anh. Thì niệm lâu ngày em mới không niệm Phật nữa. Nó nói ờ được, dìm cái niệm đi. Niệm em yêu anh nghe chưa. Đó, thấy chưa. Bắt đầu là mấy câu đầu tiên mình niệm lớn lớn cho nó nghe. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Mình niệm chú đi, mình nhép môi luôn thì nó tưởng đâu là mình niệm quen em yêu anh, nhưng thật sự mình niệm ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Đúng là cõi này tu khó thiệt, cõi này tu khó vậy, đúng không? Bao nhiêu cái phương tiện để tu trong cõi này ghê thiệt. Và tôi ngay hiền không niệm Phật được, nó bắt đi chăn châu, ngồi trên lưng châu niệm Phật. Thấy chưa, ai cản được không? Bắt đi chăn dịch, lùi dịch niệm Phật. Đó, vậy thấy không? Nó bắt ăn mặn, ăn đồ ăn mặn, ăn cùng với công chúng, ai cho ăn chay, gấp rau trong thịt ăn luôn. Không cho lễ Phật, bằng đêm nó ngủ hết trơn đi lễ Phật. Kinh không và thường ấy hiền á. Vậy thấy không? Ngài đã thi hiện tu trong cái khó. Thành tựu cái gì? Toàn thân xá lợi để lại đó. Thấy hả? Nên mấy vậy là yên rồi đúng không? Đó quý vị nhớ nghe, tất cả những gì chúng ta chia sẻ nhớ nắm chắc câu Phật hiệu, tín nguyện cho cực kỳ kiên cố. Nắm chắc câu Phật hiệu đi thành tựu. Bây giờ đọc 12 lời đại nguyện nè. Thấy không? Để mỗi một người chúng ta còn sống hay là mắc gì nghe, bây giờ là phải là niệm Phật. Thấy không? Niệm Phật để mà phát nguyện cầu sanh cực lạc. Cả đời niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc. Buông tâm hận thù đi. Bây giờ phát nguyện nè, chắp tay lên đọc 12 lời đại nguyện nè. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài
cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con quá sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Không, 12 lời đại nguyện này gần gũi quý vị, rất là hay. À, chủ nhật tới này chùa mình gạo nay nhiều, những đức phân ra 10 ký 10 ký, bữa đó bị đến để cái lọc chùa nghe. Chủ nhật tới bữa nay kho gạo chắc cũng mấy chục tấn, mà kệ chia cho những người niệm Phật làm Phật, nên Phật tử khắp nơi nơi mà cúng mà những đức gạo dư ra, những đức chia cho người ta niệm Phật là quý vị cái phước bị lớn dữ lắm, đúng không? Chứ đừng có nói mà con cúng mà sao thầy không để cho mấy bà già ăn, mấy bà ăn không hết thì chia cho Phật tử người ta ăn. Cái lọc của chùa, đây là cái lọc chùa thiệt đó nghe, cái lọc chùa ngon lắm. Hiểu không? Đó, bữa đó rủ bà con chùm sớm tới. Hiểu không? Nó nên là Phật tử trong dịp tháng 7 người ta cúng gạo nhiều nhiều vô, mình gỡ cho bà con chùm sớm ăn. Trời ơi, phước lớn lắm. Hiểu không? Vì nhớ nè, người ta có phước mà mình đưa cho người ta ăn thì mình càng có phước. Nhớ đó. Nên từ nơi đó mà những đức thấy cái kho gạo này nhiều, nhiều lắm, mấy chục tấn ăn mà không hết là móc, nên phải đem đưa ra. Nên quý vị cũng tập nghe, có tiền đừng có cắt. Tiền, tiền mà cắt coi chừng bị ăn trộm ăn cắp. Con cái nó nhìn thấy nó sanh tâm, hiểu không? Tiền là phải lưu thông như nước, nước mà để trong chai hoài nước sẽ bị hư. Tiền mà để trong ngân hàng hoài lãi không có bằng bố thí pháp. Hiểu chưa? Pháp thí thắng mọi thí mà. Giờ người ta đang cơ hội người ta làm mấy cái pháp này mà xả, xả liền, đúng không? Làm tới luôn. Bây giờ mình có cơ hội, mình đang còn sống không? Làm việc thiện, làm phước, làm hết, thử coi làm sao. Quý vị mà làm mà nhà không có gạo ăn lỡ đây, nấu cơm ăn bao la luôn. Bữa nay bắt điện ba pha, bắt điện ba pha luôn, đúng không? Rồi
mai làm lò đồ hũ luôn. Mỗi điểm chùa làm lò đồ hũ hết rồi đúng không? Đó, bữa nay bên kia đang bắt La Phong nhà Ton bên để mai mốt bị Du Lan đến rực rỡ mùa xuân. Hiểu không? Giờ Hòa Thượng hay xây chùa dữ quá, bây giờ mình cho chúng sanh tu chứ sao? Đúng không? Quý vị mai mốt mà gieo cái duyên gì mai mốt đi về đây, già cả về đây, đưa quý vị đi về cực lạc hết. Hiểu không? Cơ hội mà. Cơ hội quý vị, cơ hội đến đây gặp nhau trong cuộc đời này nghe. Gặp nhau trong cuộc đời này là quý lắm nghe. Chuyện giỡn, mai mốt mà đi bất tử á, bắt ngủ đêm đi luôn á, hỏi chào hỏi ai chứ nha. Ừ, đi đâu đây đó. Hiểu không? Nên con người quý vị ơi, có duyên gặp nên trân quý cái duyên này nghe. Không giỡn đâu. Không trân quý cái duyên này nó hết duyên á. Hiểu không? Một con người ta đến nơi nào đó mà cái nơi đó nó thịnh vượng, mình được nhờ là mình phải trân quý cái duyên. Mà trân quý cái duyên là cái gì? Không phải cúng dường tiền nhiều là trân quý cái duyên đâu, mà là mình trân quý cái pháp tu. Con người người ta mới ở nơi đó lâu thì mình mới nhờ đó. Ví dụ như giờ mình gặp nhau ở đây nè quý vị, ví dụ gặp nhau bất tử, ví dụ mình có cúng dường thì bắt chợt ở dưới nhà ăn được, chứ đừng có trên khu tăng mà tự nhiên mà mỗi lần gặp một cái là mấy chú ơi báo cho thầy biết chúng con lên gặp thầy cúng dường. Ủa vì chúng ta không cúng dường không gặp thì nhau được hả ta? Đúng không? Từ hôm nay mấy cái chuyện đó thôi khỏi gặp luôn đi. Đúng quý vị? Gặp nhau thì mình sẽ gặp nhau, chắc chắn là xuống nhà ăn ăn cơm là gặp liền, không nói vòng vo chứ. Bất chợt là gặp, bất chợt là gặp, đủ duyên là gặp. Còn dụ mình muốn cúng dường thì mình bỏ thùng tam bảo, thùng phóng sanh đâu đó. Còn ngoài ra thí dụ như mình đừng có gặp nhau nữa. Chú báo cho thầy biết là chúng con gặp thầy để cúng dường. Ủa? Vậy là không cúng dường không gặp được nhau hả ta? Sao ngộ vậy ta? Sao giết thì nó bể xô giết là thấy kỳ rồi đó, lạ rồi đó. Nên là thôi thôi, mai mốt cái câu này thôi nghỉ gặp luôn đi. Nếu mà gặp mà nói câu đó thôi đừng gặp nữa. Gặp nhau người ta mà nói chuyện Phật pháp đủ vài câu, hoặc là chào hỏi nhau một tiếng còn có tình cảm hơn. Còn cúng dường thì cúng đâu cũng được, chùa thùng bao la đó bỏ vô đi. Gặp nhau chi mà chuyện cúng dường. Nhiều người ta nghèo, người ta không có tiền, không gặp được những đức hả? Vậy thì mình lập ra cho ông thầy một cái điều tai tiếng. Thấy không? Đã từ đó tới giờ nó đã không có vụ tai tiếng này, và bây giờ nó còn lôi gan diễn chí. Còn ở chùa thì thế nào những đứa cũng lạng lạng xung quanh chùa. Vì thấy có khi những đứa còn chạy xe đạp vòng vòng nhưng đầm già vậy đó. Sao không gặp đi? Đúng không? Nó ngồi suy nghĩ lại, sao gặp nhau mà nói câu sao vô tình quá. Không hay chút nào, thấy không? Từ hôm nay kinh nghiệm lại nghe. Đừng nói câu đó nữa nghe. Rồi, chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tỉnh độ.